Xin chào các bạn đang nghe Wood Đường Forest và mình là Tuệ Lâm. Đây là kênh podcast mình chuyên chia sẻ về tài chính cá nhân và những kinh nghiệm trải nghiệm của mình trong cuộc sống. Hôm nay mình muốn nói chuyện với các bạn về chủ đề những khủng hoảng của tuổi 30. Hồi còn học phổ thông hay đại học thì mình hay tưởng tượng rằng đến năm 30 tuổi mình sẽ phải là một người phụ nữ, một chồng, hai con rồi. Trông chững chạc như một người trưởng thành. Mình cũng tưởng tượng là mình đang làm công việc yêu thích và đã có vị trí nhất định ở trong nghề. Đương nhiên rồi, kinh tế thì lúc đó cũng khá giả hoặc là tạm ổn, giống như là những gì mà người ta hay nói về cuộc sống ổn định của một người phụ nữ tuổi 30. Một chồng, hai con, có nhà, có xe. Nhưng mà thực tế là năm nay mình 30 tuổi rồi, mình vẫn độc thân, mình chưa từng kết hôn, chưa có con và hiện mình cũng đang không hẹn hò với ai. Mình cũng chỉ là một người bình thường, mình là mình thôi. Khác với tưởng tượng về phong cách của một người phụ nữ trưởng thành thì phong cách của mình vẫn vậy. Mình vẫn mặc những trang phục như những em gái ngoài 20, vẫn có những hội bạn và những cuộc chơi của những cô nàng độc thân. Và mình cũng chưa có khối tài sản như mà mình đã từng tưởng tượng khi mình 30 tuổi. Mọi thứ hầu như là không theo dự định mà mình đã tưởng tượng và đặt ra kế hoạch cho cuộc đời. Đúng vậy, chúng mình không thể đoán trước được tương lai của mình sẽ thế nào. Chúng mình chỉ có thể tự mình trải nghiệm và đón nhận mà thôi. Thời gian trôi qua thì có một số thay đổi rõ rệt mà mình thấy ở tuổi 30 của mình. Đó là tính cách có phần trầm tĩnh hơn. Mình bớt nóng nảy, bớt hấp tấp như những ngày còn trẻ hơn. Mình cũng dễ dàng chấp nhận những nỗi đau, những cú sốc, những điều chưa tốt xảy đến, hay là kể cả những điều mà người khác đối xử chưa tốt với mình. Mình không còn phải vật vã quá nhiều. Cuộc sống của mình thì ngày càng có xu hướng là đơn giản hóa, bỏ bớt những đồ đạc không cần thiết, kìm hãm nhu cầu mua sắm của bản thân. Mình nhận thấy rằng là càng ngày mình càng bớt quan tâm đến ánh nhìn và bận tâm người khác nghĩ gì về mình hơn trước đây. Mình dần nhận ra điều gì là đủ cho cuộc sống của mình hơn. Một điều hiển nhiên là bước sang tuổi 30 thì bạn có thể sẽ có thêm vài nếp nhăn này, da rẻ không được căng như trước. Bạn cảm nhận rõ rệt cơ thể cũng nặng nề hơn, bớt năng động hơn. Sự trao đổi chất của cơ thể kém hơn đồng nghĩa với việc là chúng mình sẽ dễ bị tăng cân hơn, mặc dù là chúng mình vẫn ăn chỉ với lượng thức ăn như ngày xưa thôi, thậm chí là còn ít hơn. Sau tuổi 30 thì có thể là đôi lúc chúng mình sẽ kém tự tin hơn vì tuổi tác không còn trẻ, vì vẻ ngoài không còn tươi trẻ, vì cảm giác là vẫn chưa có gì đáng kể trong tay, chưa chồng con, chưa giàu có, chưa thành đạt, chưa báo hiếu được nhiều cho bố mẹ. Bạn bắt đầu liếc nhìn sang những người bạn của mình, bắt đầu kích hoạt chế độ so sánh, và điều đó khiến bạn càng trở nên tự ti và tiêu cực về bản thân. Trong một số thời điểm, mình cũng từng có những cảm xúc như vậy, nhưng không phải lúc nào mình cũng chìm đắm trong những cảm xúc đó. Còn cảm xúc của tuổi 30 khi mà vẫn độc thân là như thế nào? Nhiều lúc thì mình cũng cảm thấy cô đơn và muốn có một người bầu bạn. Nói là mình không cần ai thì không đúng. Tuy nhiên thì mình là tiếp người không tạm bợ. Khi mà người ấy vẫn chưa đến, khi mà mình không có ai bên cạnh thì mình vẫn sống vui, mình vẫn hài lòng với cuộc sống của mình và theo đuổi công việc, cuộc sống tự do. Đôi lúc thì mình cũng thấy rằng là cái gì cũng có giá của nó. Mình có cuộc sống độc thân, tuy là đôi lúc mình thấy cô đơn và mình chưa có một gia đình, chồng con ổn định, nhưng mình lại có nhiều thời gian hơn và mình dễ dàng để chạy theo công việc, chạy theo những dự định mà mình mong muốn hơn. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, khi mà bạn đi ngược dòng so với số đông thì cuộc sống của bạn sẽ không dễ dàng đâu. Kể cả khi bạn vẫn thỏa mãn với cuộc sống của mình, với cả sự cô đơn của mình, thì người khác vẫn liên tục hỏi thăm và nhắc nhở bạn về chuyện kết hôn và sinh con. Bạn sẽ không được sống một cách yên ổn đâu. Và để bình yên thì bạn phải
tôi luyện mình một nội tâm mạnh mẽ, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến đấy. Có thể là các bạn sẽ thắc mắc là tại sao 30 tuổi mà mình vẫn chưa kết hôn? Thì mình hoàn toàn không phải là người chủ động ở vậy suốt đời. Bởi vì kết hôn là một trong những việc mà mình không thể làm một mình được. Ít nhất cũng phải có một đối tượng phù hợp mà mình muốn gắn bó. Mình cũng đã trải qua mối quan hệ hẹn hò, nhưng mà cuối cùng thì kết thúc bằng chia tay. Đến thời điểm này nhìn lại, mình không còn trách móc việc họ làm tổn thương mình, hay tự dằn vặt bản thân rằng là mình chưa đủ tốt nữa. Mình vẫn có một niềm tin rằng dù mọi thứ sẽ tới, mình tin tình yêu đẹp, hôn nhân hạnh phúc vẫn còn tồn tại trên đời. Có thể trong tương lai mình sẽ gặp một người phù hợp hoặc không, nhưng mà dù cuộc đời có mang đến điều gì thì mình cũng sẽ đón nhận nó và chấp nhận nó. Mình cũng sẽ cố gắng để nó trở nên tốt nhất. Không biết các bạn có cảm thấy giống như mình không? Mình từng cô đơn không muốn về nhà. Có những thời điểm mình không muốn về nhà, không phải là mình không yêu gia đình, không quan tâm bố mẹ, mà chỉ là mỗi lần về, cảm xúc của mình rất là tệ. Không ai mắng chửi, không ai trách móc gì cả, nhưng mà có một tảng đá nó cứ nặng trĩu ở trong lòng. Và đôi lúc những cái tiếng thở dài hay là những cái câu nói vô tình động chạm thôi, nhưng mà nó lại thật là nặng trĩu. Tất cả những khó khăn, mệt mỏi của tuổi 30 đều được phơi bày rõ rệt khi bạn trở về nhà. Bởi vì bố mẹ đã nuôi mình vất vả, nên giờ này lẽ ra là phải được nghỉ ngơi, tận hưởng tuổi già, chứ không phải là vẫn ngồi lo nghĩ chuyện hôn nhân của chúng mình hay là chuyện tiền nong. Chẳng phải là một đứa con có hiếu thì nên thành công, nên giàu có để báo đáp bố mẹ hay sao? Bất cứ người nào đến nhà cũng hay giục mình chuyện lấy chồng. Nhà có con gái nhiều tuổi thế vẫn chưa lấy chồng, có thể họ sẽ xì xầm bàn tán. Nhiều khi nhìn sang nhà hàng xóm, thấy nhà người ta giấu con đoàn tụ tíu ta tíu tít, thấy cũng hay hay. Lại tự hỏi bản thân rằng mình không chồng con, mình vẫn ổn, nhưng bố mẹ có thấy ổn không? Rồi sau này mình sẽ thế nào? Có những lúc về nhà mình không thấy bình yên, chỉ toàn là áp lực thôi, nên mình thà ở lại chỗ làm hay là đi lang thang đâu đó đến muộn. Thành đạt, nhiều tiền, báo hiếu cho bố mẹ thì cũng tốt, nhưng trên hết mình phải sống tốt cuộc đời của mình đã. Nếu như mình không hạnh phúc, không thoải mái mỗi khi về nhà thì bố mẹ chắc cũng sẽ không vui. Chân thành mà nói, tuổi nào bạn cũng có nguy cơ đối mặt với những khủng hoảng. Bước ra khỏi khủng hoảng tuổi 20 thì khủng hoảng tuổi 30 xin chào đón bạn, rồi là những khủng hoảng tuổi 40, tuổi 50. Ai rồi cũng sẽ 30 thôi, đó là điều hiển nhiên của cuộc sống. Đó không phải là điều gì đáng để chúng ta phải quá lo lắng sợ hãi. 30 đâu phải là hết phải không nào? Đó cũng chính là tên một bộ phim rất nổi tiếng. Mình từng nhìn hạnh phúc của người ta mà thèm muốn, mình cũng từng nhìn thành công của bạn bè mà ao ước. Đó là điều gây lãng phí thời gian và mệt mỏi nhất mà mình từng làm. Chính vì thế, 30 tuổi, mình bớt lại ánh nhìn về phía người khác và sống vì bản thân mình nhiều hơn. Tuổi 30, mình vẫn không ngừng học hỏi những thứ mới mẻ, nhưng một trải nghiệm cũng là để phát triển bản thân mình. Người ta thường nói về việc mỗi người có một thời điểm khác nhau để tỏa sáng. Như ông Barack Obama, ngoài 50 tuổi đang nghỉ hưu, nhưng Donald Trump thì 70 tuổi mới lên làm tổng thống. Hay như ông Harlan Sanders, người sáng lập ra thương hiệu gà rán KFC rất nổi tiếng, bắt đầu khởi nghiệp từ năm 65 tuổi sau khi ông đã trải qua rất nhiều thất bại. Và đến 88 tuổi thì ông mới trở thành triệu phú nước Mỹ. Mỗi người giống như một đóa hoa, mỗi loài hoa sẽ có một thời điểm nở của riêng mình. Thành công sớm cũng tốt, nhưng cuộc đời luôn thay đổi không ngừng. Một người từng có tất cả có thể trắng tay chỉ sau một đêm. Nếu 30 tuổi vẫn chưa thành công sau khi đã miệt mài phấn đấu, không sao cả. Nhiều người đã phấn đấu suốt 40, 50 năm vẫn chỉ là một người bình thường đấy thôi. Nếu tuổi 30 bạn vẫn chưa có gì, thậm chí đã mất tất cả những gì bạn có, và xuất phát điểm trở về con số 0, thậm chí là con số âm thì cũng không sao cả.
Có nhiều người còn tay trắng ở tuổi 40, 50 hay thậm chí là già hơn. Mình nói điều này không phải là để các bạn tự viển vông chính mình, mà đây chính là những thực tế trong cuộc sống. Cuộc đời vẫn trẻ trôi và chúng ta vẫn cứ thế tiếp tục sống, vẫn tiếp tục nỗ lực cho ngày mai tươi đẹp hơn. Mọi thứ đâu dừng lại ở mức 30 tuổi. Bạn mới chỉ 30 thôi. Chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội để sống, để học hỏi, để trải nghiệm và phấn đấu. Bạn nghĩ cuộc sống của bạn thế nào thì nó sẽ như thế. Nếu bạn cảm thấy mình là kẻ thất bại thì bạn sẽ thất bại. Nhưng nếu bạn thấy mình đủ, thấy hài lòng với cuộc sống, thấy mình đã cố gắng hết mình, thì bạn lại là người hạnh phúc. Mình hy vọng rằng những chia sẻ của mình sẽ là những câu chuyện tâm tình cùng các bạn lứa tuổi 30 như mình, hay cả những người đã sắp qua, hay những em gần đến 30. Hy vọng chúng ta có thể tâm tình với nhau, phần nào vơi bớt trông chênh, áp lực và có cho mình một niềm tin về phía trước. Mình là người tin vào luật hấp dẫn. Nếu chúng mình tin vào những điều tốt đẹp và nỗ lực vì nó, những điều tốt đẹp nhất định sẽ đến. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập podcast tiếp theo.